hậu Đỗ Thị Hà. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2020 đã tìm ra được chủ nhân của ngôi vị cao nhất, đó là Đỗ Thị Hà. Người đẹp đến từ xứ Thanh, mang số báo danh 245. Đỗ Thị Hà năm nay 19 tuổi, cô nổi bật với gương mặt có đường nét thanh tú, nụ cười rạng ngời, trong sáng cùng với ánh mắt cuốn hút, hình thể vô cùng nóng bỏng. Sau khi đăng quang, loạt ảnh quá khứ của Hoa hậu đã được bới lại. Ấn tượng nhất là bức ảnh cô trong bộ trang phục giản dị, mang ủng, người lắm lem bùn đất và nở nụ cười thật tươi rạng rỡ, bức ảnh như được chụp lúc cô đang đi cấy ngoài ruộng về. Gia đình và người dân địa phương cho biết, từ nhỏ Hoa hậu đã gắn liền về nghề nông và rất giỏi cấy lúa như bao đứa trẻ dân quê khác lớn lên từ ruộng đồng. Ngoài ra thì Hoa hậu là một người tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ của thôn xã. Đỗ Thị Hà đã sở hữu chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Như những hình ảnh quá khứ của người đẹp gốc Thanh Hóa, nhiều người phải công nhận rằng tuy không có gương mặt sắc sảo nhưng cá tính lại thu hút người đối diện nhờ vẻ ngoài ngọt ngào, năng động và chân chất đúng lứa tuổi, đặc biệt là làn da hồng hào, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn.